Xin chào quý vị và các bạn đang thưởng thức chất âm của đôi loa Classical CSB15. Thì đây là một đôi loa thương hiệu Mỹ sản xuất tại Nhật. Thì sở hữu một bass 40cm nha quý vị, từ 1.9 con 75 và chép là con 45. Thì vỏ thùng thì vỏ là nhỏ, vỏ composite rất là dày. Thùng nó nặng khoảng tầm... thùng này chắc khoảng 25kg quý vị, nó nặng, có nghĩa là vỏ nó dày như vậy nè, nó như là gỗ vậy đó, chứ không phải là kiểu mà vỏ mà nhựa mà mỏng manh như kia đâu quý vị. Đấy, đô la này thì tiếng nó cực kỳ sáng quý vị, cái phần chép quý vị nó thổi nghe rất là hay, rất là xa, nó bay rất là xa ha. Đấy, thì chúng ta chơi một đôi thôi, khỏi súp, đánh cũng phê rồi, hàng về tuyệt đẹp. Em về được mấy đôi nha, hôm trước em có quay một đôi, hôm nay em quay một đôi nữa nè quý vị. Đấy. Rất đẹp ha. Đó. Đúng ra là phải để hai cái lo này xuống dưới để ngang giống đôi này vậy thì nó mới chất âm chúng ta nghe nó tiếng bass nó mới đủ lực quý vị. Em để như vậy mà em quay cái tiếng bass không biết qua cái này nó thu lại không biết làm sao. Đấy. Đây. Đó, nói chung là rất là đẹp quý vị. Rất đẹp luôn ha. CSB15 này quý vị, nó đúng ra là phải để ngang lại quý vị, để ngang giống vậy nè, quay tiếng bass hai bên nó đánh rồi nó cộng hưởng lại với nhau, nghe nó mới đúng chất. Mà em để như vậy thì nói chung thì em test không biết qua điện thoại nó thu làm sao, nhưng mà quý vị đeo tai nghe vào quý vị thưởng thức nha. Đấy, nếu mà nghe ok là ngon. Đấy, mà chất âm của đô la này thì nói chung dòng Classical này em bán từ trước giờ em bán rất nhiều quý vị, em bán tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ thì dòng này em bán là suốt năm luôn ha, lúc nào cũng khó bán hết. Nói chung là được rất nhiều anh em ủng hộ, những dòng thương hiệu lớn hơn như là JBL, đấy, Sequin, Vega, nói chung là như, những đô la nếu mà cùng tầm JBL thì đô này nó sẽ ngang tầm với JBL 115. Nhưng mà em khẳng định với quý vị luôn là đôi này là nó hay hơn 115 rất nhiều quý vị. Đấy, mặc dù là cùng tầm giá, cùng mức giá là 15.500.000. Nhưng mà đôi này thì nó hay hơn đôi 115 rất nhiều. Nhập về cũng nhiều quý vị, cũng nhiều. Mà bán đa số là em lắp phòng rất là nhiều ha. Dòng này lắp phòng rất là nhiều luôn. Vì cái tiếng nó rất là hay, rất là sáng, rất là dễ chỉnh luôn. Đấy. Và rất là bền, vì cái độ trâu quan trọng là cái độ bền nữa. Đấy, đối với dòng 115 á, thì cái con của cái 115 nó chỉ có 49 thôi. Cái từ nó nhỏ như thế này. À, và cái con chép đây em có nè. Cái chép này đó quý vị, nếu mà trong phòng dạng nhỏ, cái chép này của JBL 15 nè. 15, 112, rồi 125, 2 bass 40, rồi 225, 2 bass 40, 115, bass 40, nó cũng dùng chung cái chép 2412H này. Thì cái con của nó là nó tầm như con 31, con 30, 31 nhỏ xíu gì nè. Cái con nó nhỏ xíu vậy nè quý vị. Khẳng định quý vị, nếu mà quý vị hát trong phòng tầm 20, 25 mét vuông thì quý vị nghe tiếng chép nó đủ. Nhưng mà khi mà chúng ta mở một cái không gian lớn hơn, tầm 40-50 mét vuông, hay là chúng ta cần nghe cái độ chép, cái độ sắc nét của nó nhiều hơn, thì đôi loa này nó sẽ đáp ứng không nổi. Khi nghe rõ thì thật sự là nếu mà quý vị mở cái mức volume nhỏ thì nó sẽ như nhau vì không bị, nhưng mà khi nghe mức volume lớn ở cái không gian lớn thì quý vị sẽ biết được đẳng cấp của thằng nào nó ngon ha. Đấy,